Đến nhà của em bé mới sinh tuyệt đối không được làm những điều sau. Thứ nhất, không ôm hôn em bé. Người đến thăm cữ không nên bế, ôm và tuyệt đối không được hôn em bé. Chỉ nên ngồi cách xa giường của em bé khoảng 1 đến 2 mét để nói chuyện, thăm hỏi. Thứ hai, không so sánh, đừng so sánh cân nặng của em bé này với em bé khác, sữa của mẹ bỉm này với mẹ bỉm kia. Tuyệt đối không so sánh cân nặng của mẹ bỉm sau khi sinh. Thứ ba, không đánh thức em bé dậy. Nhiều người đến thăm con ngủ thì lại đánh thức con dậy để à ơi nói chuyện. Đừng làm phiền giấc ngủ của trẻ nhỏ, vì giai đoạn này con cần được ngủ. Hãy ghi nhớ, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Thứ tư, không cho em bé nếm bất cứ thứ gì. 6 tháng đầu đời con chỉ cần uống sữa mẹ. Vậy nên đừng mang theo hoa quả hay sữa rồi lại chấm mồm chấm miệng cho con nếm thử nha. Cuối cùng, không nói xấu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Sau sinh là khoảng thời gian nhạy cảm của mẹ bỉm. Vậy nên đừng thêm nếm những câu chuyện tới thăm, tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ bỉm và tình cảm gia đình nhà người khác.